Hello kia cho xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay chỗ thang của máy trà nhóm rung Matec MT-91 của tập đoàn Makita Nhật Bản. Và chúng ta sẽ cần lưu ý là khi chúng ta thay, chúng ta sẽ có một cái cặp chỗ thang chính hãng mới của máy sử dụng cho máy MT-91, và người ta sử dụng một cái tuýp độ bốn cạnh và độ dẹp nữa nha. Và nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng theo một cái bắp pin của Hitachi DS10DL cho nó lẹ, sử dụng nhanh nhanh, bật nó cực kỳ lẹ luôn. Đây, mình sẽ mở tất cả những góc này ra. Rất nhanh đúng không ạ? Thì mình sẽ mở cái nắp này ra và cái nơi mà gắn cái thang nó sẽ nằm ở đây. Thì chúng ta sử dụng cây dẹp tắt, chúng ta nảy này lên, chúng ta lấy ra. Và chúng ta sử dụng cái cây nhọn nhọn, chúng ta chọc cái phần trong này ra nè. Chúng ta sẽ lấy được cái thang chúng ta ra. Đây, đây là cái thang chính hãng của Matec MT-91. Và nó có mã đó là 84. Thì các bạn có thể ra lấy, chúng ta chọn cái cặp cho thang này để sử dụng cho cái máy chúng ta. Và tiếp theo mình sẽ gắn lại, nhưng mà gắn lại thì bạn lưu ý là chúng ta phải thay hai bên nha. Gắn lại rất đơn giản thôi, tùy theo mình sử dụng. Chúng ta sẽ đúng cái ngà của nó, ép nó xuống chưa, mình lỡ gắn qua rồi, ta ép nó vào. Sao? Ta sẽ đi đúng cái hướng của nó. Và bạn sẽ lắp lại cái ốp trắng này lại. Và các bạn lưu ý chúng ta phải giữ chặt cái nắp bảo vệ của cái công tắc nha bạn. Rồi, ta gắp nó vào, xích nó lại. Thì mình đã hoàn thành cái việc thay cho thang của máy trà nhóm rung Matec MT-91. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích và đã nhấn subscribe, nhớ like kênh của mình để cập nhật liên tục những video lần. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.